Tôi xin chia sẻ với bạn về một chủ đề thiên lý. Bản chất của thần thánh là gì? Trong thần học cơ đốc giáo truyền thống, thần thánh là trạng thái hoặc phẩm chất của thần thánh và có thể biểu thị bản chất hoặc đặc tính của Đức Chúa Trời. Trong tiếng Do Thái, các thuật ngữ thường sẽ là Elohim và trong tiếng Hy Lạp thường là Theos hoặc Theas. Thần tính trong Kinh Thánh được coi là chính thần hay Đức Chúa Trời nói chung. Bản chất của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Một sinh vật được quan niệm là người khởi tạo và cai trị hoàn hảo, toàn năng, toàn trí của vũ trụ. Đối tượng chính của đức tin và sự thờ phượng trong các tôn giáo độc thần. Lực, tác dụng hoặc một biểu hiện hoặc khía cạnh của bản thể. Những phẩm chất thiêng liêng là gì? Những đức tính thiêng liêng là không sợ hãi ngay cả khi đang ở trong nỗi buồn, tâm thanh tịnh, kiến thức phân biệt, khao khát thành quả của nó, nghiên cứu về tâm, sám hối và thiền định, không bạo lực, nói sự thật, không tức giận, loại bỏ cái không tốt, kiểm soát bên ngoài. Bản chất của Đức Chúa Trời là gì? Con người Đấng Christ có hai bản tính, thần thánh và con người. Dựa trên về vấn đề Kitô học này để phân tích tâm lý về nhân cách, ông ta bảo tin rằng bản chất của con người và thần thánh là một dạng kết hợp nào đó như giữa thể xác và linh hồn. Những giá trị thiêng liêng là gì? Những giá trị thiêng liêng giúp ta yêu mến Đức Chúa Trời và là những giá trị để phục tùng Đức Chúa Trời, chẳng hạn như lòng đạo đức và lòng nhân
trị tình cảm giúp phát triển hòa bình trong bản thân và sống hòa hợp với những người khác, chẳng hạn như sự dịu dàng, lịch thiệp và hài lòng. Cơ đốc nhân có bản chất của Đức Chúa Trời không? Cơ đốc nhân tin rằng Thượng Đế là một nhân tồn tại trong ba ngôi vị khác nhau: Thiên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và ba ngôi vị này tạo thành một thể thống nhất. Bản chất của Hội Thánh là gì? Bản chất của nhà thờ công nhận là một xã hội của sự tương giao với Thiên Chúa. Các bí tích của sự cứu rỗi người dân của Thiên Chúa thành lập như là thân thể Đức Kitô và đền thờ của Chúa Thánh Thần. Định nghĩa gần đây hơn là một nỗ lực để mô tả nhà thờ về thực tại bên trong là tâm linh của nó. Bản chất của một người đàn ông là gì? Bản chất con người là một khái niệm biểu thị những thiên hướng và đặc điểm cơ bản, bao gồm các suy nghĩ, cảm nhận và hành động mà con người được cho là một cách tự nhiên. Thuật ngữ này thường được sử dụng để biểu thị bản chất của loài người hoặc ý nghĩa của việc trở thành con người. Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên là gì? Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên vượt ra khỏi phạm vi mà một cá nhân tin tưởng hoặc cảm thấy họ là một phần của tự nhiên. Nó cũng có thể được hiểu là bao hàm sức mạnh tổng hợp thích ứng của chúng ta với thiên nhiên, cũng như những hành động và kinh nghiệm lâu đời của chúng ta kết nối với thiên nhiên. Vẻ đẹp thiên nhiên là gì? Emerson nói rằng thiên nhiên đẹp bởi vì nó sống động, chuyển động, sinh sản. Trong tự nhiên, chúng ta quan sát sự sinh trưởng và phát triển của các sinh vật, trái ngược với trạng thái tĩnh hoặc suy thoái của phần lớn các sinh vật, đó là do con người tạo ra. Thiên nhiên quan trọng như thế nào đối với cuộc sống của chúng ta? Nó làm nền tảng cho nền kinh tế của chúng ta, xã hội của chúng ta, thực sự là sự tồn tại của chúng ta. Rừng, sông, đại dương và tất cả chúng ta cung cấp cho chúng ta thực phẩm, chúng ta ăn, không khí chúng ta thở, nước mà chúng ta tưới tiêu cho cây trồng của mình. Chúng ta không dựa vào nó cho nhiều hàng hóa và dịch vụ khác, mà chúng ta tin tưởng vì sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng của chúng ta. Thiên nhiên có thể cho chúng ta những gì? Mọi thứ con người cần để tồn tại và phát triển đều được cung cấp bởi thế giới tự nhiên xung quanh chúng ta: thức ăn, nước uống, thuốc men, vật liệu mà nơi ở, và thậm chí cả các chu trình tự nhiên như khí hậu và chất dinh dưỡng. Nhớ subscribe hay đăng ký trên kênh YouTube để xem video kế tiếp. Cảm ơn.